Xin chào các bác nhé. Em tiếp tục lên cho bác một con bình thủy 3 lít. Con này thì em bán xả thanh lý luôn. Vâng. Con này thì bơm thì nó vẫn hoạt động bình thường nhưng mà đun thì nó không sôi các bạn. Vâng. Đấy, máy bơm thì vẫn chạy nhưng mà nước thì không sôi. Đấy, thì em đây, em thử bơm cho các bác luôn. Đây các bác nhá. Đó. Ok chưa? Đấy. Thì thanh lý luôn cho bác nào về mình có thể lấy đồ hay là mình sửa chữa thì alo cho em nhé. Đó, con bình thủy của Juicy đây. Đó. Con này thì hiện tại em đun thì không thấy nó sôi. Đấy thì em bán xả thanh lý luôn. Về cho các bác nghiên cứu lấy đồ hay là linh kiện lấy nhá. Giá con này thì để các bác giá là 390k nhá, 390.000. Đấy, để bác nào mà đang có nhu cầu mà lấy những con bình thủy này về mình khắc phục. Đấy, còn bình thường những con 3 lít như này thì em đang bán của nó là 900, hơn 900. Đấy, còn hôm nay thì xả thì gọi là em xả thanh lý luôn. Đấy. Thì để các bác là 390. Đó, thì bác nào mà chốt thì alo cho em, số điện thoại đặt hàng là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682. Một trong hai số thì gọi cho em số lạng được. Hoặc có thể là qua trực tiếp cửa hàng nhà em, địa chỉ là số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhé. Nhà em thì ở cách bến xe Mỹ Đình nó tầm khoảng mấy trăm mét thôi. Thì các bác có thể là qua trực tiếp cửa hàng hoặc là mình có thể là đặt hàng online qua hai số em để trên tiêu đề. Đó. Bình thủy Joji Rossi. Con này thì em cũng chưa gọi là vệ sinh lau qua bên ngoài gì đâu. Đấy, thì nó cũng hơi bụi một tí các bác về mình vệ sinh qua thì nhìn nó đẹp hơn nhá. Đó. Nhưng cơ bản thì con này nói chung là các bác chỉ cần lau thôi là nó rất là đẹp. Đấy, cái cứ vệ sinh qua rất là đẹp. Nhìn cái bình này thì tại vì em vệ sinh nhiều con rồi em biết. Con nào mà bóc ra mà nhìn nó kiểu sáng sáng như này là về rất là đẹp luôn. Về mình chỉ cần lau qua thôi rất là đẹp. Đấy, về các bác kiểm tra xem nó do phím hay là do cái máy so nó không mà nước nó không không sôi đấy thì mình khắc phục và sau đó mình vệ sinh qua đi cho nó đẹp nhá. Đấy, có thể sử dụng hoặc là mình bán cho một ai đó thì mình nghiên cứu được chưa. Còn đấy thì em chỉ biết là em bán thanh lý cho các bác thôi. Đấy, giá là 390.000. Đó, thì mọi thông tin đặt hàng thì alo cho em nhé. Em xin chào và kết thúc video tại đây nhá.